Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, do dạo này hay bị vợ đuổi ra khỏi nhà nên thanh niên cũng khó chịu lắm. Do không dám cãi vợ nên anh đành chấp nhận xách vali ra khỏi nhà. Vừa đi ra khỏi nhà thì Bảy trọ phát hiện một thứ cực kỳ độc lạ. Trước khi giới thiệu cho mấy bạn xem thì Nom Nom cần làm một việc quan trọng hơn, đó là gửi lời cảm ơn đến ba bạn hủ nữ chuyện BL, bạn Vịt Bao và Tham Tham. Đây là ba bạn đã có phần bình luận nhanh nhất ở video trước. Sự ủng hộ của các bạn là động lực to lớn để mình làm thêm những video tiếp theo hay hơn. Quay trở lại với anh Bảy, sau khi bị vợ đuổi khỏi nhà, thanh niên đành vác xác ra ngoài đồng kiếm thứ gì đó bỏ bụng, hay cái ông trời đã độ anh Bảy. Ở đoạn mương này có rất nhiều những sinh vật màu đỏ, theo anh Bảy nó là trứng của loài ốc sên Bình Dương. Bọn ốc sên khi trưởng thành sẽ bò lên bờ tường để đẻ trứng. Trùng hợp thay anh Bảy đã 6 ngày chưa ăn cơm, cái bụng đói meo luôn. Bây giờ anh sẽ đi thu thập những mẩu trứng ốc sên này, mà được cái trứng ốc sên rất dễ vỡ luôn. Bảy trọ chỉ động vào cái đã rớt ra những chất dịch màu đỏ. Ok, sau một lúc năng nhặt chặt bị, anh Bảy đã lụng được bằng này trứng ốc sên. Phải thật tầm này chắc phải tầm vài cân, bảy trọ ăn mấy ngày cũng không hết luôn. Bạn nào muốn ăn trứng ốc sên thì mau nhanh tay comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Nom Nom sẽ kêu anh Bảy ship về tận nhà cho mấy bạn luôn. Vì quá nhiều trứng ăn không hết nên Bảy Bóng vừa nghĩ ra vài trò nghịch thú vị. Anh sẽ đổ một phần trứng ốc sên lên đường, sau đó để ô tô lăn bánh qua. U là trời, trông kinh dị quá đi. Lăn lại thêm lần nữa nè, một màu đỏ bắt mắt thêm chất dịch nhớt nhèo. Đúng là một kem rác thật Bình Dương để thư giãn mà ha ha. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây cả con bét cưng của anh Bảy nè. Nó là một con ốc sên Bình Dương. Vãi thật, con bét của anh Bảy sao nó bự chà bá vậy trời. Anh Bảy nói hàng ngày anh vẫn cho ốc sên tập gym với uống sinh tố lúa mạch. Bảo sao nó không bự tổ trảng như này. Ban đầu anh Bảy khi nuôi lớn tầm vài cân, anh muốn đưa bé nó lên chảo dầu chiên giòn bởi thanh niên chưa từng ăn thịt ốc sên chiên giòn lần nào. Tuy nhiên do nể tình nghĩa đã nuôi nó bao nhiêu năm nên Bảy Bóng mới tha cho ốc sên. Bé ốc sên này nó to hơn bàn tay của Bảy trọ luôn mấy bạn à. Thua cưng anh Bảy cỡ này, không biết thú cưng của mấy bạn to cỡ nào nhỉ. Ngoài ra vợ của anh Bảy cũng nuôi một chú sên siêu cấp dễ thương. Nó là một bé ốc sên bạch tạng cực quý hiếm, đã thế lại bự tổ chẳng nữa. Hai vợ chồng nhà này đúng là nuôi động vật mát tay quá mà. Bé ốc sên này khá cả chậm chạp và thịt của nó cũng rất ngon nữa. Ể mấy bạn nhìn kìa, chị Tư cho nó ăn lá mà cái mắt cứ híp lại. Bạn nào muốn nuôi một em ốc sên khổng lồ cute hột me như này thì nhắn với chị Tư nhé. Nhà chị vẫn còn vài bé ốc sên khổng lồ dự phòng nữa cơ ha ha. Ở tình huống tiếp theo, sau khi chăm sóc bọn ốc sên ổn thỏa, anh Bảy vừa mới đặt một miếng pizza Bình Dương siêu ngon nhưng thanh niên lại không muốn ăn nó. Thứ có thể đánh chén miếng pizza này chính là bầy tiểu cường Bình Dương. Không cần giới thiệu chắc các bạn cũng biết chúng là bét cưng của anh Bảy phải không? Dạo này anh Bảy bị đuổi khỏi nhà, đến hôm nay thanh niên mới được về nên mới có cơ hội cho mấy chú rán ăn sáng. Đổ hết tiểu cường vào trong đĩa nè, u là trời, đếm sơ sơ qua chắc cũng phải cả nghìn con luôn ấy chứ. Bọn rán này ăn uống tốn kém lắm các bạn, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi chúng sẽ đánh chén xong miếng pizza này. Nếu bạn nào muốn nuôi một em rán thì hãy mau nhanh tay comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Anh Bảy sẽ ship về tận nhà cho mấy bạn luôn. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là 6 quả bóng bí mật mà anh Bảy muốn cho mọi người xem. Tuy nhiên trước đó các bạn hãy nhấn like video này đi nhé. Trong quả bóng bí mật này có chứa một mô hình cực kỳ độc lạ. Chính xác thì nó là mô hình nhện ma cà rồng siêu cấp của anh Bảy. Vãi nhỏ, các bạn có thấy mô hình này đẹp bá cháy không? Thật ra Bảy Bóng đã bỏ 6 tỷ 9 để mua mô hình nhện siêu cấp này đấy. Bạn nào muốn có một mô hình nhện siêu cấp đẹp mật này thì mau nhanh tay comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Anh Bảy sẽ ship đến tận nhà cho mấy bạn luôn. Quả trứng thứ hai sẽ có một hình dạng màu sắc khác nhau. Xem quả thứ ba nè mấy bạn, nó là một con nhện có mắt màu tím, thật quá đã ha ha. Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, tuy vẫn bị vợ chửi nhưng niềm đam mê câu cá của anh cả bất diệt, không thể từ bỏ. Vì thế nên hôm nay anh Bảy lại mang thân thể ốm yếu của mình ra để gào thét hết mình với đam mê. Nghe nói ở bờ hồ này có rất nhiều cá to, có khi thanh niên còn câu được cả thủy quái ấy chứ. Để phục vụ với mấy con hàng khủng như vậy, Bảy trọ đã tự chế ra cây cần Bình Dương. Chính xác thì thanh niên lụng một cành cây khô nhỏ để làm cần. Ảo thật đấy, cần câu đã có, giờ đến chuẩn bị mồi câu. U là trời, mở cái túi này ra, cái mùi thum thùm phả vào mũi đúng là nhức cái nách. Một chiếc vây cá đông lạnh là đủ để câu được thủy quái rồi. Anh Bảy phất mồi với nhiều hy vọng. Uầy, và ngay sau đó ông cháu phát hiện cá cắn câu, dây câu đang rất căng. Con cá này chắc phải vài tấn cũng nên. U à trời, chiến lợi phẩm đã xuất hiện rồi mấy bạn. Anh Bảy phấn khích tột độ. Nó là một con cá da trơn với hai bộ râu cực đẹp. Anh không ngờ với chiếc cần củ chuối này lại có thể bắt được chú cá to như vậy. Trời nhanh chóng sẩm tối, một lần nữa con mồi đã cắn câu. Uầy, thì ra từ chiều đến giờ anh Bảy đã bắt được ngần này cá da trơn, thật không thể tin được, đúng là đẳng cấp quá xá. Bạn nào có tuổi thơ từng chế cần câu rồi đi câu cá giống anh Bảy không nhỉ? Hãy comment xuống dưới phần bình luận cho mọi người biết nhé. Ngần này cá da trơn là đủ bữa cho cả tuần, anh Bảy sẽ làm thịt một em cá.
lọc miếng thịt lớn thế này, sau đó pha chế gia vị, thả vào chảo dầu, chờ đến khi thịt cá chiên giòn chín vàng, tiếp theo kẹp vào hamburger rồi đánh chén một cách ngon lành cành đào. Nhân tiện anh Bảy cũng chúc các bạn một chữa trưa vui vẻ nha, lại một ngày rảnh háng của anh Bảy. Tuy nhiên có điều đặc biệt diễn ra ngay trong ngày hôm nay mà anh cần phải thông báo đến mọi người, đó là chú Tiểu Cường anh Bảy yêu quý nhất đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Thanh niên không hiểu sao chuyện mày có thể xảy ra, mới hôm qua anh còn thấy Tiểu Cường đấm nhau với Mồn Lèo nữa. Ôi mà trông con bé cưng này to chà bá luôn ấy các bạn, sự ra đi của nó khiến Mồn Lèo khá buồn. Có lẽ từ giờ mèo phải tự chơi một mình rồi. Với anh Bảy thì trách nhiệm của là phải tạo ra một nơi an nghỉ ấm cúng cho Tiểu Cường. Nó đã được đặt vào quan tài, hội anh em bạn gì chắc sẽ nhớ nó lắm cho mà coi. Anh Bảy đóng chốt quan tài, sau đó lủi thủi đi vào rừng, tạo cho nó một hố đất để an nghỉ. Tiểu Cường là một thú cưng cũng như người bạn rất thân thiết với anh Bảy. Vì thế tẹo nữa thanh niên sẽ kiếm thêm một Tiểu Cường khác để thay thế nó vậy. Trước mắt các bạn đây là một chú cua ma cà rồng mà anh Bảy mới mua được trên thị trường chợ đen. Lý do chúng ta gọi nó là ma cà rồng vì cơ thể của loài cua này khước lên một màu đỏ khá huyền bí. Nom nom nghe nói nó là đệ tử chân truyền của ma cà rồng, không biết công năng đặc dị hút máu thần trưởng không nữa. Mà nhìn sơ sơ qua bé cua này cũng ngon phết các bạn ạ. Có khi đem lên hấp xả ớt thì lại ngon như cái nách luôn ấy chứ. Còn đây là túi bột sờ lam mà Bảy trọ đã trôm của con gái. Trong túi có khoảng 3 gói bột nhỏ. Đầu tiên ông cháu pha trộn phần nước màu xanh này trước nè, tạo thêm một túi bột nữa, sau đó đổ phần nước xanh vô, thế vẹo nào nó chuyển sang màu hồng luôn chứ. Cuối cùng thanh niên dùng thìa khuấy đều hỗn hợp đồng nhất có được thành quả thế này đây, một tinh lực đặc sệt. Giờ anh Bảy sẽ thử cho bé cua nếm thử miếng sờ lam xem nó phản ứng gì không. Ông cháu để trước cái mỏ nó, bất ngờ là thằng cua ma cà rồng đã dùng hai chiếc càng chả mình để cắp từng miếng sờ lam nhỏ vào miệng. Đủ mé nó sờ lam dính như vậy có khi nào vào trong dạ dày của bé cua nó méo tiêu hóa được không nhỉ? Lúc đấy cua ngủm củ tỏi thì cũng là lúc Bảy bóng cho em nó lên chảo dầu thôi. Sau một phút ăn ngấu nghiến, có vẻ cua ma cà rồng đã phát ngán với cái của nợ mà anh Bảy cho ăn. Thôi tẹo nữa chú em sẽ vô dạ dày của Bảy bóng nhé. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một bình chứa đầy muỗi vằn mà anh Bảy đã nuôi được 30 năm. Nhìn đi, mỗi con đều rất lớn và nom nom đoán rằng cho bọn này lên chiên dầu thì ngon nhất cái nách luôn đấy. Ngoài ra bên dưới còn có rất nhiều ấu trùng muỗi đang chờ ngày tiến hóa lên trạng thái mega nữa. Bảy bóng thử hé mở cái nắp ra cạnh ấy, thế mà một thằng cu đã trôn ra ngoài ngay chứ. Đủ mé con lợn này làm sao chạy thoát được khỏi ảo thuật xa zin gan của anh Bảy chứ. Ông cháu chọc một lỗ giữa cái nắp hộp. Các bạn biết Bảy trọ làm như này để làm gì không? Vừa đủ cái lỗ tay luôn này. Do dạo này Bảy trọ chưa được vợ cho ăn đòn nên khá ngứa, vậy nên anh quyết định thả ngón tay xuống xem có thằng cu muỗi nào muốn xin một tí huyết của anh không. Nào nào đến đây mấy con lợn. Bảy bóng đang cố gắng dụ dỗ một thanh niên nhưng nó còn méo thèm quan tâm. Ái chà, anh Bảy hôm nay đã quyết định phải để cho muỗi chích mình bằng được. Anh úp con muỗi vào tay, bao bọc bởi một cái chai nhựa, đúng là hảo hán mà. Đây rồi, nếu chúng ta nhìn kỹ thì sẽ thấy chiếc bụng muỗi đang lớn dần đều theo thời gian, chắc nó phải hút được mấy lít huyết của anh Bảy rồi đó. Sau 2 phút thì đây là thành quả các bạn ạ, vết đốt đã bị sưng tấy. Anh Bảy vui mừng vì những gì mình vừa làm được, đúng là ngáo ngơ hết thuốc chữa mà. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là anh Bảy, chẳng là ông cháu vừa mới tậu được quả dưa hấu siêu to khổng lồ từ nhà bà hàng xóm. Đủ mé, khi đặt lên cân thì nó nặng tới 7kg lận, kiểu này chắc phải mời cả họ hàng đến ăn quá mọi người. Các bạn biết Bảy bóng sẽ làm gì không? Thật ra Nom Nom có điều muốn kể với các bạn đây. Hôm qua Bảy trọ với bị vợ đấm cho nhức hết người vì cái tội báo nhà, nên hôm nay sẵn quả dưa hấu khổng lồ này, anh sẽ trút giận lên nó luôn, cứ coi đây là con vợ. Tiếp đó ông cháu dùng nhất xương chỉ chọc liên tiếp vào vỏ ngoài. Ơ khoan cái, có vẻ thanh niên không bọc ha kỳ vũ trang nên méo thể nào xuyên qua được, đúng là Bảy phế vãi trưởng. Ái chà, sau 6 phút 90 giây thì cuối cùng thanh niên đã chọc xuyên qua lớp vỏ siêu cứng của dưa hấu, một lỗ to chà bá luôn nè. Tiếp theo anh Bảy sẽ coi quả dưa như là khuôn mặt của con vợ. Anh dùng hết sức chém và cái kết nát tay, đến lần thứ hai cũng méo xi nhê, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng không có chuyện gì xảy ra. Điều đó chứng tỏ Bảy trọ yếu đuối sẽ méo bao giờ đấm được con vợ của mình các bạn ạ. Đã thế lần này ông cháu sẽ dùng cú đấm sấm sét để kết liễu quả dưa. Thật bất ngờ thay, cú đấm của Bảy trọ đủ mạnh để phá vỡ lớp phòng thủ của quả dưa. Anh Bảy hết bà công lực rồi, giờ chắc phải dùng dưa hấu để nạp thôi. Mấy năm trời thanh niên chưa ăn loại hoa quả này, giờ thì đánh chén thoải mái luôn. Bảy bóng mang một nửa đi chiêu đãi bọn rùa rùng rợn anh nuôi. Á, đủ mé nhìn mấy chiếc rùa ăn trông cute quá. Bạn nào thấy rùa dễ thương hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Chúng nó ăn như chết đói vậy. Tự dưng Nom Nom muốn mua vài em về hấp xả ghê. À, lộn, nuôi ghê. Ngoài ra anh Bảy còn nuôi một em kỳ đã khá đẹp này nữa nè. Bọn mày cứ lớn nhanh nhanh chút nữa đi nhé. Rồi đứa nào đứa nấy cũng có một chỗ trong bụng của Bảy bóng thôi ha ha. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một con bọ hồ lô cực kỳ quý hiếm mà anh Bảy mới tậu được ngoài bờ
ruộng. Lý do nó có tên như vậy bởi thân hình của nó một phần to một phần nhỏ, tròn tròn như bịch hồ lô vậy. Không biết các bạn đã từng gặp qua loài côn trùng này chưa chứ, nom nom chưa bao giờ nha. Theo nghiên cứu thì bé này bán đi chắc cỡ vài nghìn đồng đấy, khá đắt đỏ. Đen cái là bảy trọ đã khiến nó ngủm củ tỏi mất tiêu rồi. Ngoài ra lớp vỏ ngoài của bọ hồ lô cực kỳ chắc chắn, bảy bóng dùng hết sức bóp mà còn chẳng vỡ nữa. Nom nom đoán chúng đã luyện đến đẳng cấp Haki vũ trang tối thượng rồi đấy. Để test độ bền từ lớp vỏ, bảy trọ đã chuẩn bị mấy món đồ nhẹ nhàng thế này thôi, cụ thể là có một cây búa, một cây kéo, lông nhím và máy nén thủy lực. Đầu tiên gửi gõ cho cái xem bé bọ có chịu được không, đủ mé nó gãy luôn cái cẳng rồi nè. Tiếp theo ông cháu dùng lông nhím chọc vào phần thân của bọ hồ lô, vãi chưởng luôn, thậm chí đầu châm còn bị cong nữa kìa. Các bạn biết lông nhím cứng như nào rồi đúng không? Điều này chứng tỏ lớp Haki vũ trang của bọ hồ lô khá dày đấy. Để xem nó chống chịu với máy ép thế nào đây. Bảy bỏng thả em nó vào rồi dập lia lịa, dập như chưa bao giờ được dập. Cái kết là bộ khung vẫn vô cùng cứng cáp. Ê khoan cái, hình như có thứ gì đó lòi ra. Nom nom đoán đó chính là nội tạng của bọ hồ lô. Có lẽ áp lực quá lớn khiến nó ngủm rồi các bạn ạ. Tiếp đó bảy bóng còn dùng búa tạ dã thằng cu nữa chứ. Thật tàn ác quá mà.